Chúa đã tái lâm, Jesus has already returned. Bạn có tin hay bạn có đủ phước để tin điều đó là sự thật? Hơn 2000 năm trước, Ngài sinh ra trong một gia đình ông thợ mộc. Khi Ngài ra đi, Ngài đã để lại lời tiên tri về sự trở lại của Ngài rằng: "Khi ta trở lại, các ngươi sẽ không nhận ra ta." Nhưng Ngài cũng để lại manh mối rằng người sẽ trở lại trong hình hài là người châu Á, đến từ phương Đông, và lễ phục sinh cũng bắt nguồn từ đó. Nhưng mấy ai đã dùng những dữ liệu đó để đi tìm Chúa của mình? Trong khi Ngài đã trở lại theo đúng lời hứa của Ngài, và rằng Ngài là một vị vua, Ngài có một vương quốc và Ngài sẽ trở lại. Chính xác là như vậy, trong khi cả thế giới đi tìm Ngài ở nơi đâu đâu, thì Ngài đã xuất hiện trên mạng truyền thông trao giảng hơn 5 năm nay, từ năm 2017, YouTube Ngô Tuấn Kiệt Official. Ngài cũng sinh ra trong một gia đình, ông thợ mộc đến từ phương Đông, miền Nam Kiên Giang, Việt Nam. Ngài đã là vua về mặt vô vị, trong hữu hình Ngài được bề trên bản lệnh tuyên bố là vua của nước Việt ngày 2 tháng 12 năm 2023 tại núi Thiên Long Sơn, đúng với câu người xưa trở lại. Một chi tiết nhỏ nhưng được xem là tình tiết vô cùng kỳ diệu từ sự sắp đặt của Thượng Đế, tức cha của Ngài. Từ phương Đông, Ngài theo tàu vượt biên sang định cư tại Mỹ. Với tên tiếng Anh là Keith, nếu chúng ta suy xét kỹ ra thì chữ Keith khi dịch sang tiếng Việt mang ý nghĩa là Rungle Wood Forest. Điều này sẽ khiến cho người phương Tây sau này phải giật mình khi nhận ra. Và nay tôi đã nói cho bạn biết vì chúng ta hữu duyên. Đây là cơ duyên vận cố, Ngài đã trở lại như đã hứa và Ngài sẽ cứu con của Ngài, cứu hết tất thảy chúng sanh bằng cách ban cho chúng ta một công thức tu tập mới hợp với thời đại, đó là thiên tâm đạo, hợp lòng người, hợp lòng trời. Lịch sử tựa như giấc mộng tựa như lịch sử, đời người tựa như giấc mộng tựa như đời người. Thần Phật đã thật sự đến rồi, liệu bạn có trân quý cơ duyên vận cờ này không, để bước qua sàn lọc, để đến thời Thượng Nguyên Di Lạc hạnh phúc?